Anh nghĩ như thế nào về bài hát vừa rồi, và anh có phải là một cái người thường xuyên hát những bài hát giống như vậy không? Đây là một bài hát mà nó trái với sở trường của anh. Bản tính của Vương là thường hay, có thể nói năng động, thì ép mình vô trong một cái bài hát mà nó mang có cái nhịp điệu nó chậm lại, thì bắt buộc là mình sẽ phải làm sao làm quen với nó. Thực sự là khó đối với Vương. Đâu có khó đâu Vương. Nãy Phúc thấy Vương ra, Phúc thấy là Vương cũng nhảy tưng tưng giống như tính cách của Vương, mà đâu có làm khó được Vương đâu. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên, em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Tại đoạn sau á không, nhưng mà anh hát vẫn rất là hay dòng nhạc này. Thật ra là em nghĩ là khán giả vẫn muốn được nghe một góc nào đó. Chắc có lẽ nếu mà có sự động viên của Trương như thế này thì chắc có lẽ anh cũng sẽ thử xem. Đây là một trong hai bài mà nữ ca sĩ Hiền Thục đã lọt vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Bài này, và sau đó một thời gian thì mãi đến năm 2009 chị Thục mới một lần nữa quay trở lại với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh là album Yêu Dấu Theo Gió Bay. Nếu mình trở về cái khoảng thời gian như chúng ta đã nói, 2004-2005, thì chị có nhớ được là khoảng thời gian đó có những cái gì đặc biệt của Làn Sóng Xanh? Có lẽ là bây giờ nếu mà trên thị trường mọi người tìm mua thì vẫn còn những cái đĩa của những đêm công diễn của Làn Sóng Xanh 2002, 2003, 2004, 2005, và đặc biệt là 2004-2005 thì đêm công diễn có rất nhiều những cái tiết mục hấp dẫn, và đêm công diễn thực sự là một trong những cái dấu ấn là đặc sản của Làn Sóng Xanh. Bởi vì ngày xưa Làn Sóng Xanh có thể làm 3 đêm liền mà cháy vé luôn. Cảm giác mọi người khi mà đến xem một đêm công diễn vô cùng nao nức. Xong mà lúc đó là mọi người đứng diễn ở trên những cái bục mà ở phía dưới có mấy cái vải lụa màu xanh lá đó, mà xong cái là kết cái liên khúc đó là cái vải lụa đó kéo từ đầu sân khấu qua tuốt cuối cùng của sân Lan Anh luôn, đi qua đầu hết toàn bộ khán giả ở khúc phía dưới luôn. Mình cũng sẽ nói thêm một chút xíu về những nhạc sĩ có mặt ở bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh thời điểm đó. Và cái ca khúc tiếp theo là của một người nhạc sĩ mà Trương tin là hiện tại chắc là ở đây chỉ có mỗi chị Chanh là làm việc với anh thôi, đó là anh Lê Quang. Thì chị có cái kỷ niệm nào với anh Lê Quang ở thời điểm đó không? Phương Thanh là gắn kết với nhạc sĩ Lê Quang cùng thời điểm với nhạc sĩ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Thì Phúc Điền đi đâu là có nhạc sĩ Lê Quang tới đó. Có nhạc sĩ Lê Quang là có nhạc sĩ Hoài Sa. Nói chung là hồi đó cái band của nhạc sĩ Lê Quang là đánh tất cả các chương trình. Và anh Lê Quang là cái người giống như là ngoại giao tiếp xúc, xong rồi chịu trách nhiệm về cái show đó và sáng tác cho chương trình luôn. Nhạc sĩ Lê Quang là một người gắn bó rất nhiều với ca sĩ thời điểm của Làn Sóng Xanh. Kể cả 20 năm Làn Sóng Xanh thì anh vẫn quay trở lại làm giám đốc âm nhạc của chương trình mà. Nên là chị cũng có làm việc với anh Lê Quang. Anh Lê Quang sẽ có một cái khoảng khoảng thời gian mà mọi người sẽ nhớ rất là nhiều. Đó là anh tạo ra cái ngày Single Day. Đúng rồi, chính xác. Khởi điểm đầu tiên đó là năm 2006. Thời điểm đó là 200 nghệ sĩ tụ lại để mà làm một cái ngày Single Day tổ chức hàng năm cho nghệ sĩ, giống như là một kiểu nghệ sĩ được thư giãn, xả stress này nọ, với những trò chơi, với những cái đêm mà hóa trang này nọ, rất rất là vui.